Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về danh sách những chốt đơn. Thì chắc là các bạn học trường đại học công nghệ thông tin thì chắc cũng đang lo lắng về phần này, vì các bạn có biết nó có ra về phần này hay không. Thì cách tốt nhất là chúng ta cũng cứ nên biết đi, nó sẽ không thừa với chúng ta đâu. Tại vì theo họ thấy thì trên trường đại học công nghệ thông tin đào tạo về phần này có vẻ học sinh à, sinh viên rất là khó hiểu. Nếu như các bạn không tìm hiểu trước thì việc cái thời gian giảng trên lớp và cái số lượng ví dụ của thầy cô cho là không đủ. Được. Trước khi đi vào một cái danh sách liên kết đơn thì các bạn có thể đã nghe qua về nó là một con trỏ thôi các bạn, nó sử dụng con trỏ liên kết thôi. Thì để hiểu rõ được cái phần này thì chúng ta cần biết sơ qua về con trỏ. Thì nói rõ ra thì con trỏ là một cái địa chỉ thôi nha các bạn, nó trỏ cho chúng ta đến một cái vùng nhớ. Thì cách khai báo của nó thì như đây mình đã ghi đây, character sama, hoặc là các bạn ghi integer sao b cũng được, sao b cũng vậy. Các bạn thấy con trỏ cũng là một cái địa chỉ và tham chiếu cũng truyền cho chúng ta một cái địa chỉ, vậy hai cái đó khác nhau chỗ nào? Thì mình có thể chỉ ra một cái khác nhau căn bản của nó là con trỏ, thì các bạn có thể làm nó bằng null, còn tham chiếu thì không thể làm được chuyện đấy các bạn. Tham chiếu buộc chúng ta phải chọn nó và truyền cho nó một cái địa chỉ chứ không thể làm cho nó bằng null được. Đó là cái khác nhau căn bản nhất của con trỏ và tham chiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần danh sách liên kết đơn. Thì mình sẽ có những cái hình ví dụ như này các bạn. Trong cái danh sách liên kết đơn thì cái vùng này đây nha các bạn, đây cái này của chúng ta gọi là một cái nốt. Về cái định nghĩa của nó thì mình sẽ nói sau. Đây được coi là một cái nốt, thì các bạn nhìn vô là các bạn sẽ thấy nó có hai thành phần, đó là thành phần data và thành phần con trỏ PNS. Thì data ở đây là gì? Data ở đây các bạn có thể cho nó là một kiểu số nguyên, hoặc là một cái sâu ký tự, hay là một ký tự, hay là một cái gọi là dữ liệu mà các bạn tự định nghĩa cũng được. Ví dụ như các bạn cái cấu trúc sinh viên đó, những cái loại dữ liệu mà các bạn tự định nghĩa. Data là một cái thành phần mà chúng ta tự định nghĩa. Còn con trỏ SAPNet, con trỏ PNet này nó sẽ chứa một cái địa chỉ, thì như lúc nãy mình nói rồi, con trỏ là một cái nó chứa cho chúng ta một cái địa chỉ. Thì con trỏ SAPNet này sẽ chứa cái địa chỉ của cái thằng tiếp theo, ví dụ ở đây nó sẽ chứa địa chỉ của câu này. Và các bạn thấy cái con trỏ PNet này nó cũng trỏ đến một cái thằng giống y như cái nốt ban đầu của chúng ta, bạn thấy không? Cũng, nó cũng chứa đến cái địa chỉ của một cái đứa giống y chang nó, cũng có thành phần data và PNet. Thì cái này gọi là một con trỏ đặc biệt vì nó trỏ đến một vùng nhớ giống như nó, cái vùng nhớ giống nó. Và tương tự tiếp theo thì
VNSD của cái thằng này cũng chứa địa chỉ thằng tiếp theo là ở đây. Mình sẽ vẽ màu một hình như vậy đấy, cũng chứa địa chỉ của thằng này và tương tự đến thằng này. Cẩn thận vào trong này, thằng này. Như vậy mình đặt tên của thằng này là A. Đây các bạn thấy cái vùng này mình đặt cái nốt này là cái nốt A, thì các bạn thấy nốt A này chỉ biết được cái nốt tiếp theo của nó, đúng không các bạn? Nó chỉ có cái thành phần VNS chỉ chứa được cái địa chỉ của cái nốt tiếp theo của nó. Và tương tự mình đặt đây là B, đây là C. Rồi, thì bây giờ nếu như tương tự như đây là các thành phần DES như các bạn, thì các bạn thấy là A chỉ biết B, B chỉ biết C và C chỉ biết D thôi. Vậy nếu như các bạn muốn truy xét đến, muốn tìm đến một cái đứa nào đó, ví dụ các bạn muốn tìm ở đây thằng này mình đặt là E đi, nhưng mà mình muốn biết thằng E, vậy mình phải làm cách nào? Thì mình sẽ nhờ thằng B hỏi thằng C, C hỏi D, D hỏi E, đây là E các bạn, E và đây là E. Đây là F. Mình muốn biết thằng F thì mình sẽ nhờ B hỏi C, C nhập hỏi D, D hỏi E và E hỏi F. Vậy thì mình sẽ có địa chỉ của thằng F để cho A đi tới. Cách hỏi đó trong cái danh sách liên kết thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Chúng ta sẽ dùng thông qua cái thành phần VNet đây. VNet sẽ chứa địa chỉ của B, cái A, VNet, thành phần VNet của A sẽ chứa địa chỉ của B, thành phần VNet của B sẽ chứa địa chỉ của C, thành phần VNet của C chứa địa chỉ của D và tương tự cho E và F. Vậy thằng F này sẽ chứa địa chỉ của ai? Thì trong danh sách liên kết đơn để dễ quản lý thì F sẽ chứa địa chỉ là null, F không chọn đi đâu hết. Các bạn lưu ý chỗ này, F để quản lý thì F không chọn đi đâu nữa, tương đương với là F là thành phần cuối của cái chuỗi này, cái danh sách liên kết này. Bây giờ chúng ta sẽ đi định nghĩa nó, xóa này đi. Thì ở đây trong C tổng cộng thì chúng ta ghi thẳng struct luôn cũng được, vì mình thấy trên trường thì các thầy hay dùng là thai define thì nó cũng được thôi, nhưng mà mình thấy nó không nhất thiết. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cái nốt trước nha các bạn. Đây nốt, thì các bạn nhìn sang bên đây các bạn thấy có hai kiểu, hai cái là data và VNet. Thì data là một kiểu dữ liệu, thì ở đây để ví dụ cho đơn giản thì mình sẽ dùng nó là một kiểu dữ liệu là integer và biến là index. Thì cái struct này thì các bạn có thể xem ở các video trước mình đã nói qua về struct rồi, cách thức ý nghĩa của cái struct rồi cách sử dụng của nó thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các video trước. Rồi, ở đây các bạn thấy thành phần VNet, VNet P là boy, boy là một con trỏ, thì mình ở đây sẽ đáp án là sao. VNet, các bạn nghĩ VNet chọn đến thằng nào? VNet phải có kiểu dữ liệu là gì các bạn? À, VNet chọn đến một cái nốt giống nó, vậy thì VNet sẽ có kiểu dữ liệu là nốt. Đây các bạn thấy mình đang đi định nghĩa nốt nhưng lại khai báo con trỏ VNet là con có kiểu dữ liệu là nốt, vậy đây gọi là định nghĩa DQ. Các bạn trong C thì nó trong C nó đã hiểu được cái cấu trúc này cho nên các bạn có thể sử dụng nó thoải mái. Thì ở đây VNet sẽ chọn được một cái nốt, và trong cái nốt mà được VNet chọn được lại có thành phần VNet, nó sẽ lặp đi lặp lại hết đấy các bạn. Rồi đây là chúng ta đã được một cái nốt,
các bạn để ý trong cái danh sách này, chúng ta A biết B, B biết C, C biết D, D biết A và A biết F. Vậy thì chúng ta cần biết thằng nào, đúng không ạ? Vậy để quản lý cái danh sách liên kết này, chúng ta cần biết thằng nào? Thì chúng ta chỉ cần biết thằng A thôi, đúng không các bạn? Bởi vì mình biết thằng A thì mình sẽ biết hết tất cả các thằng B, C, D, E và F. Vậy A này chính là đầu danh sách. Để tiện thêm cho phần quản lý thì chúng ta sẽ đánh giá tương đồng A này là PH. Các bạn hiểu PH tức là con trỏ đầu thôi, các bạn P là point, H là đầu. Thì trong số đấy, một số tài liệu thì các bạn đặt tên như vậy thì dễ người khác nhìn vô dễ hiểu hơn. Và cái F này trỏ đến nôn thì F tức là cái nốt cuối cùng rồi thì mình đặt nó là P theo. Có một cái quan điểm của mình là ở trên trường thì mình thấy các thầy hay dùng PNF này trỏ tới cái nốt A và P theo trỏ đến nốt F. Thì ở đây mình không đồng ý với cách trình bày này lắm, tại vì nếu như các trên trường mà vẽ cái dấu mũi tên như thế này thì sẽ làm cho sinh viên hiểu PH sẽ phải thông qua một cái phương thức PNF. Đây, thông qua phương thức PNF này để trỏ tới A, đúng không ạ? Nếu như mà có cái mũi tên này, tại vì A muốn cũng đến B thì A phải thông qua cái hình thành PNF. Vậy PH muốn tới A thì PH phải thông qua hình thành PNF. Cái điều này là điều mình không đồng ý với cái bài giảng của trường lắm. Thì các bạn ở đây, mình theo mình các bạn nên hiểu PH chính là A, PH là A luôn các bạn, và P theo chính là F. Hai thằng này không phải là phải thông qua một cái phương thức nào hết, mà ở đây nó là dấu bằng luôn. Các bạn hiểu nó là dấu bằng hoặc là dấu trùng nhau cũng được. Đây. Rồi, PH. Vậy PH này bằng A, vậy PH phải có kiểu gì? A của mình là một cái nốt, PH bằng A, vậy PH cũng là một cái nốt. P quản lý một cái địa chỉ, vậy P là một con trỏ, đúng không các bạn? Ở đây mình sẽ định, thì để tiện cho cái việc quản lý này thì người ta cho hai cái thành phần này vào chung một cái cấu trúc. Hai thành phần này cùng vào một cái cấu trúc. Và cái này người ta gọi là list, là danh sách. List. Đây. List sẽ có hai thành phần là PH và PTL. PH là A. PH bằng trùng với A luôn và PTL trùng với F. Vậy các bạn muốn truy xuất A thì các bạn sẽ truy xuất thông qua PH. Muốn xem giá trị của A thì đồng nghĩa với các bạn xem giá trị của PH thôi, không có gì hết. Vậy ở đây PTL bằng F, F là cuối. Vậy PTL, nếu mà PTL PNS thì các bạn sẽ thấy PTL, đây PTL là F. Thông qua PNS, mũi tên đây. Vậy PTL PNS sẽ PTL mà PNS một lần nữa thì sẽ bằng null. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào định nghĩa cái list này. Các bạn thấy nó có hai thành phần là PS và PTL. Mình sẽ định nghĩa struct list, tên của nó là list. Và nó có hai thành phần là node. Ở đây thì các bạn thấy là PH gán bằng A thì PH sẽ có kiểu nốt luôn thôi các bạn, đúng không? Sao PH, cái này mình đặt tên PH, PNet hay là PTL gì đó thì cũng chỉ là cái cách đặt tên cho mình tiện quản lý và có thể trao đổi bài với những người khác cùng có cùng nghiên cứu về cái vấn đề này, thì mình đặt tên như vậy cho tiện trao đổi thôi. Còn các bạn nếu muốn làm trong bài thì các bạn có thể bỏ chữ P này đi cũng được, hoặc gì net hay là net hay theo gì cũng được. Đây, vậy là chúng ta đã xong về cái cách định nghĩa hai cái nốt và cái list. Định nghĩa nó rồi, bây giờ muốn sử dụng nó thì sao các bạn? Bây giờ mình hai cái hàm căn bản nhất ở trong cái danh sách liên kết đó là chúng ta cần tạo ra một cái list. Chúng ta phải khai báo một cái list, đúng không các bạn?
và chúng ta cần khai báo một cái nốt. Thì ở đây theo như mình biết thì cái nào mà các bạn tạo ra nhưng các bạn chưa gán nó vào đâu hết, ví dụ như ở đây các bạn tạo ra một cái clip nhưng các bạn chưa gán nó vào đâu, nó chưa có thành phần nào, thì các bạn sẽ gán cho luôn hết. Đây, thì vậy bây giờ mình sẽ có một cái hàm căn bản nhất là void create clip, thì dịch ra là hàm tạo clip. Thì trong này các bạn sẽ cần đưa vô một cái clip đúng không, các bạn tạo mà, hay là các bạn hiểu là khởi tạo thì đúng hơn, đây là khởi tạo một cái clip. Còn tạo clip thì các bạn chỉ cần, nếu như mà các bạn muốn tạo clip thì các bạn chỉ cần đi clip, hay là vậy là các bạn đã tạo ra một cái biến clip rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cần khởi tạo nó, chúng ta chưa biết nó, chưa có cho nó một cái thành phần nào hết, thì chúng ta cần thông qua cái hàm create list để chúng ta gán nó bằng, để chúng ta cho nó trỏ đến null hết. Thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi cái list đúng không các bạn, vậy thì chúng ta sẽ cần đưa vào cái tham chiếu list. Đây tham chiếu đây là bây giờ mình muốn gán ph và ptl đều bằng null. Vậy để truy xuất vào cái thành phần ph và ptl như thế nào, truy xuất vào thành phần ph chúng ta sẽ cần thông qua cái dấu chấm. Trong cái bài struct thì mình đã nói rồi, muốn truy xuất vào thành phần bên trong cái dấu trúc chúng ta cần dấu chấm ph bằng chấm ptl bằng null. Vậy là chúng ta đã xong cái hàm khởi tạo list. Và bây giờ chúng ta muốn tạo cái nốt, thì theo cách thức thì chúng ta sẽ cần trả về một cái nốt, nốt create nốt, chúng ta cần đưa vô cái gì các bạn, nốt của chúng ta như lúc nãy mình đã nói khởi tạo thì cái địa chỉ chúng ta chưa cần, chúng ta chỉ tạo nó ra thôi, và cái địa chỉ chúng ta chưa biết nó trỏ từ đâu thì chúng ta sẽ gán nó bằng null hết. Vậy thì các bạn sẽ cần cái pnet này khi khởi tạo, pnet này sẽ được gán bằng null nha các bạn. Và còn cái data này, chúng ta tạo ra một cái nốt, chúng ta chưa biết nó gán đi đâu, nhưng data của chúng ta thì nên có trước. Vậy chúng ta sẽ cần đưa vô cái data, và cái data của chúng ta ở đây là gì? Là integer x. Chúng ta sẽ cần đưa vô như vậy. Bây giờ mình cần một cái nốt, thì trong các phát động thì chúng ta sẽ không dùng định mạng tĩnh nữa, mà chúng ta sẽ hoàn toàn dùng bằng con trỏ. Nốt sao p bằng new, toán từ new trong xe công cập. Chúng ta sẽ kiểm tra cái này đã có phát thành công chưa, p x p bằng null, tức là sao các bạn, p mà bằng null tức là không có phát được cho p, thì chúng ta sẽ thoát luôn. Và thoát ở đây tức là sẽ thoát toàn bài exit 1. Vậy thì nó sẽ thoát luôn cả chương trình của chúng ta. Cái mức độ dừng lại là break thì chỉ thoát được một cái vòng lặp, return thì thoát được một cái hàm, còn exit sẽ thoát luôn cả một chương trình các bạn. Okay. Exit là ghê gớm nhất. Đấy. Vậy thì chỗ này chúng ta cần neo không nữa các bạn, nếu có thì nó xảy ra thì nó sẽ tắt luôn rồi, cho nên ở đây chúng ta không cần neo nữa. Và ở đây nếu như điều này không, cái exit này không xảy ra thì tức là p đã cấp phát thành công. Vậy p của chúng ta sẽ là một cái nốt, và cái nốt của chúng ta sẽ có cái gì, sẽ có hai thành phần là data và pnet. Thì việc của chúng ta bây giờ sẽ gán giá trị cho data và pnet, thì data sẽ được gán bằng x và pnet sẽ được gán bằng null, thì nó chưa chọn đâu hết. Thì chỗ này sẽ là p, cách truy xuất vào trong một cái thành phần của một con trỏ thì kiểu struct thì sao các bạn. Để truy xuất vào một thành phần bên trong của một cái con trỏ thì chúng ta sẽ dùng toán từ này, chúng ta dùng cái dấu trừ và dấu lớn hơn. Đây x thì như mình đã nói rồi sẽ được gán bằng x thôi. Các bạn lưu ý nhé, px p trỏ đến thành phần x này là của cái nốt, x này khác x này nhé các bạn, hai cái này khác nhau. X này là thành phần của P, còn X này là cái dữ liệu mà chúng ta đưa vô, không có gì hết. Và tiếp theo là P trỏ đến PNet sẽ được gắn bằng null. Vậy là chúng ta đã khởi tạo xong.
Thì theo như cái nguyên mẫu hàm thì chỗ này chúng ta cần return lại. Ok, return cái nốt thì ở đây nốt chúng ta là một cái nốt tên. Đây, các bạn có thể quan sát. Vậy là chúng ta đã xong được hai cái hàm căn bản nhất đó các bạn. Nếu như mà ở đây các bạn có một cái, sau khi các bạn tạo ra được một cái hàm create các bạn sử dụng không phải, xin lỗi các bạn, sau khi các bạn tạo ra được một cái, sử dụng cái hàm create thì chúng ta sẽ có cái gì ở đây. Thì chúng ta sẽ có hai thành phần là ph một cái list, chúng ta sẽ có một cái khối là gồm hai thành phần là ph và ptl. Hai thành phần này rõ ở đâu các bạn? Thì sau cái hàm create list thì hai thành phần này không phải rõ đến đâu, mà hai thành phần này được gắn bằng null luôn. Ph bằng null và ptl của chúng ta bằng null. Rồi, vậy là chúng ta xong rồi cái khối này. Bây giờ sau cái hàm này là chúng ta đã được cái đám này rồi, ph và ptl rồi, đều chọn đến luôn. Còn sau cái hàm create node thì chúng ta có cái gì? Sau hàm create node chúng ta sẽ có được một cái khối như vậy, cũng có hai thành phần. Và chúng ta dữ liệu bên trong hai thành phần này là gì? Thì ở đây sẽ là x và ở đây sẽ là PNet, mà PNet của chúng ta đã gắn bằng cái gì các bạn? Đây là null, đúng không? Bây giờ cái danh sách của chúng ta, cái list của chúng ta chưa có, đã được tạo ra, cái node của chúng ta cũng đã được tạo ra. Cách thức của chúng ta để thêm cái node này vào đây là như thế nào? Thì các bạn ở đây là cái node đầu tiên của chúng ta, đây là cái node đầu tiên, cho nên chúng ta chỉ cần gắn. Đây chúng ta sẽ cùng dùng cái dấu bằng. Thì các bạn nhìn vào cái hình thì các bạn có thể thấy là ph sẽ bằng, các bạn đừng nghĩ là ph bằng x nha các bạn, ph bằng nguyên cái nốt này luôn. Tại vì các bạn xem cái định nghĩa đây, list của chúng ta ph là một cái nốt, ph chọn đến nguyên nhớ cái nốt, cho nên các bạn phải gắn cho nó một cái nốt chứ không thể gắn cho nó một cái kiểu dữ liệu khác được. Thì ph bằng nốt này thì mình ở đây mình đặt tên cho nó, lúc nãy là return p đúng không các bạn, thì ở đây mình sẽ đặt tên cho nó, ở đây là p. Ph sẽ được gắn bằng p và ptl cũng sẽ được gắn bằng p. Ph bằng p và ptl sẽ được gắn bằng p. Vậy chúng ta sẽ đi vào cái hàm, cái hàm này theo trong danh sách liên kết thì chúng ta sẽ đặt nó là void add node. À, add hết nha các bạn, tức là thêm vào đầu chúng ta cần gì? Thì đây chúng ta sẽ cần list và một cái node. Cái list này chúng ta có thay đổi các bạn, khi chúng ta thêm vào trong cái list thì tức là chúng ta đã thay đổi cái list, và chúng ta sẽ cần tham chiếu của nó. List và lời vậy cái nữa chúng ta cần đưa vào cái node sao. Ok, chúng ta sẽ đi xây dựng hàm. Thì theo như mình đã nói rồi thì các bạn chỉ cần gắn cái bằng ở đây thôi. Ph thì các bạn truy xuất vào ph thì các bạn nhìn cái gì? L.ph bằng, ở đây cả hai L.ph và L.ptl đều gắn nó bằng p, cho nên mình dùng luôn một cái dấu như này. L.ph và L.ptl đều gắn bằng luôn. Mình sẽ xóa cái này đi. Vậy bây giờ mình đã có phần tử đầu tiên trong cái list này. Đây là cái trường hợp danh sách trống. Còn ví dụ đây, bây giờ mình tạo thêm một cái nốt mới cũng có hai thành phần là x và cái data của nó bằng x.
và cái vế nát của nó bằng luôn. Bây giờ mình cũng có hai thành phần ở đây, cũng có một cái nốt y chang như vậy nằm ở đây. Thì bây giờ cách trước thì các bạn thêm vào đây là gì, các bạn lưu ý ở đây SH, tức là chúng ta sẽ thêm vào đầu của miếng sách này thôi. Vậy cách thức các bạn hãy vẽ thử xem. Giờ cái thằng này sẽ là đầu tiên, PH của chúng ta là đầu, thằng này là đầu. À, khi các bạn thêm vào PH, thêm vào một phần tử rồi thì chỗ này PH và VTL không còn bằng luôn nữa các bạn. Nó được gắn bằng cái nốt đây rồi. Bây giờ các bạn thử vẽ một cái hình ra thử. Đây, PH là đầu tiên, lúc nào cũng là đầu. Bây giờ mình muốn thêm X vào đầu, vậy các bạn hai thằng này sẽ tương đương với nhau các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng dấu bằng. PH sẽ được gắn bằng cái nốt này, nốt đây mà chúng ta đưa vô. Bây giờ cái nốt này chúng ta vừa đưa vô thì chúng ta đã được gắn tên của nó là P rồi đúng không? Thằng này đưa vô đầu, vậy có phải thằng này sẽ là phần tử thứ hai không các bạn? Có phải cái nốt tiếp theo, nốt đằng sau cái khối này sẽ được gắn bằng là phần tử tiếp theo của P đúng không các bạn? Mà cái này lúc đầu của chúng ta nó là cái gì, tên của cái nốt này này, cái đóng này. Tên của cái nốt này theo như lúc đấy mà chúng ta nói, theo như cái lúc mà chưa thêm cái nốt này vô, chưa thêm nốt P này vô thì nó là cái gì, nó là PH này các bạn. Ừ, đúng không các bạn? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một cái lệnh thằng này, thằng này mà đứng sau thằng P, vậy thì P net có phải chất điện sẽ bằng, đây các bạn xem lại cái cấu trúc nốt, đây cái nốt thành phần PNS cũng phải chọn đến một kiểu nốt. Vậy thì ở đây PNS tức là một cái nó cần chọn đến một cái nốt, vậy là cái nốt tiếp theo của, và đây là cái nốt tiếp theo, PNS này cần chọn đến cái nốt tiếp theo. Thằng này đứng đầu, vậy tương nhiên thằng này là thằng tiếp theo, thằng đứng sau, và tên của thằng này ở đây là cái gì, tên của nó ở đây chính là L.PH đúng các bạn. Và chúng ta có một cái lệnh nữa, chúng ta thằng và thằng này đứng đầu, thằng này chuyển hình đứng đầu, vậy chúng ta cũng cần cập nhật lại PH. Vậy PH chấm PH hoặc L chấm PH sẽ được gắn bằng P đúng không ạ? Vậy bây giờ mình có một câu hỏi là hai cái này cái nào, à trước tiên là mình sẽ phải nốt cái hình này tượng trưng cho cái câu lệnh fp.ppnet này sẽ được gắn bằng l.ph, thì mình có cái mũi tên như vậy. Rồi. Rồi bây giờ mình muốn hỏi các bạn là hai lệnh này mình sẽ thực hiện lệnh nào trước. Các bạn suy nghĩ thử, nếu như lệnh dưới này thực hiện trước l.ph được gắn bằng p thì cái dấu bằng này sẽ không còn nữa. Vậy thì tiếp theo PNet được gắn lại bằng L.PH, lệnh này thực hiện trước thì dùng dấu bằng ở đây nó mất đi và chuyển sang bên đây. Rồi lệnh tiếp theo PNet được gắn bằng L.PH, mà L.PH của chúng ta bây giờ chính là cái nốt P này luôn. Vậy thì có phải là cái thành phần PNet của P chọn đến chính nó không các bạn? Vậy thì cái list này của chúng ta nó đã trở thành không còn cái ý nghĩa nữa rồi. Vậy thì câu trả lời của cái câu hỏi mình vừa đặt ra đó chính là chúng ta phải thực hiện lệnh phía trên này trước. Chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh PNet này bằng L.PH và L.PH bằng P. Thì sau khi thêm được nhiều nốt như vậy, ví dụ bây giờ mình thêm được N nốt rồi, vậy thì các bạn có thể thấy cái thành phần ở đây, ví dụ mình đặt lên đây là P thì ở đây cái này sẽ đặt tên là P1. Rồi tương tự mình sẽ làm cho nhiều thành phần P2, P3 đi, mình sẽ làm thêm một chút một số thành phần nữa các bạn, để các bạn dễ hình dung thì mình sẽ làm thêm một số thành phần ở đây.
vẽ lại một chút cái hình này để các bạn dễ hình dung. Thì ở đây mũi tên sẽ được chọn sang cái nốt P là nốt đầu danh sách, thì nốt P sẽ chọn nốt tiếp theo và thằng này sẽ chọn lên thằng này, và P theo sẽ được gắn bằng nốt này. Bây giờ mình sẽ đi đặt tên cho nó để cho các bạn dễ hình dung. Theo như cái hàm SH thì các bạn thấy chỉ có cái nốt cuối cùng của chúng ta là được gắn bằng nun thôi, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà thêm đầu thì thằng đầu sẽ chọn vào thằng tiếp theo, chỉ có thằng cuối cùng là cái thằng không chọn đến đâu cả, nó chỉ được gắn bằng nun, nó không chọn đến đâu hết. Vậy thì ở đây tương tự với cái nốt này, mình sẽ đi đặt tên đã. Đây là P, đây là P1, đây là P2, và đây là P3, đây là P4, P4 hay là thằng cuối cùng. Bây giờ các cái thành phần này, x này là x của P, x đây là x của P1, đúng không ạ? Vì đây là cái nốt P1, đây là nốt P, đây là x của P, đây là x của P1, đây là x của P2. Và cái thành phần P net của P sau cái hàm SH sẽ được gắn vào thằng tiếp theo. Thì thằng tiếp theo ở đây có phải là P1 không các bạn? Và thằng tiếp theo ở đây sẽ là P2. Tiếp theo ở đây là P3. Và tương tự ở đây là P4. Còn thằng P4 tiếp theo của nó tới đâu các bạn? Mình vừa nói rồi. Thì ở đây sẽ là luôn P4 chính là bằng P-theo luôn đấy các bạn, trùng với P-theo luôn đấy. Rồi, như vậy là các bạn đã có một clip nhiều phần tử. Bây giờ mình muốn chúng ta sẽ đi vào cái hàm trước đi các bạn. Thì ở đây chúng ta đã có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là danh sách chưa có thằng nào hết, tức là cả PH và tiếp theo đều bằng luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái lệnh tiếp L.PH bằng luôn. Thì chúng ta chỉ cần quản lý cái thằng đầu danh sách thì cũng được rồi. Tại vì ở trong danh sách linked thì chúng ta chưa cần quan tâm nhiều đến cái thằng L.PH. Vậy L.PH bằng luôn, vậy tức là danh sách đã rỗng. Các bạn lưu ý là khi đã thêm một cái phần tử vào trong danh sách thì L.PTL có thể gắn, các bạn có thể nhầm lẫn nó với null, nhưng khi đã thêm một phần tử vào trong danh sách thì L.PH không bao giờ bằng null nữa. Nếu mà bằng null thì đừng được tương với cái hàm của bạn là sai. Vậy bây giờ nếu danh sách bằng cái đầu danh sách mà được gắn bằng null không rõ từ đâu hết thì mình phải thêm phần tử bằng cách là L.PH và L.PTL đều gắn bằng cho bằng null hết. Rồi, cho nên em nếu không thì sao, thì ở đây chúng ta đã có hai lệnh rồi. PNS thành phần PNS sẽ bằng gắn bằng L.PH và L.PH được cập nhật lại. L.PH luôn là thành phần đầu tiên của cái thì L của cái danh sách liên kết, thì bây giờ P là đầu danh sách liên kết thì L.PH sẽ gắn bằng P thôi. Rồi, vậy chúng ta đã xong hàm SH. Đây là thêm vào đầu danh sách. Quan sát lại. Bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn vào thêm vào cuối danh sách. Rồi, thêm vào cuối thì là SL. Chúng ta cũng cần truyền vô là list. Là phải nốt và một cái nốt để chúng ta thêm vô. Rồi, mình sẽ thay xóa mấy cái này đi. Ví dụ bây giờ của mình, đây, ví dụ của mình là thằng này. Ví dụ đây là P3. Rồi, P2 trở đến P3 đúng không bạn? Vậy P3 đang là cuối danh sách. À, xin lỗi các bạn, mình nhầm một chút. Mình sẽ không có cái nốt P4 này nữa. Và đây, bây giờ đang ở đây đang là null nha các bạn.
có cái nốt P4 thì cái nốt P3 này sẽ trở thành thằng cuối cùng, và đây sẽ là luôn mình làm đây là thằng này không chọn đi đâu cả, chỗ này chuyện này đưa băng xuống đây. Đây các bạn nhìn chỗ này dùng một chút, tại vì nếu muốn vẽ đẹp thì sẽ rất là lâu, tốn thời gian của các bạn. Rồi bây giờ P3 đang là thành phần cuối thì P3 trở đến luôn. Bây giờ mình muốn chèn một phần tử vào đây, ví dụ bây giờ mình sẽ tạo ra được một cái thành phần, mình dùng cái hàm create node đấy các bạn, thì mình sẽ tạo ra được một cái node như này đúng không ạ? Thì bây giờ mình muốn thêm cái node này vào cuối danh sách, nó nằm cuối thì có phải cái thằng liền cuối của chúng ta phải chọn đến nó, cái thằng sát cuối, và trong trường hợp này là P3 phải chọn đến nó. Vậy bây giờ chúng ta cần thay đổi chỗ này, P3 mình đặt tên thằng này là P4 nha các bạn, tên đây là P4. Rồi vậy thì chỗ này sẽ là chứa địa chỉ của P4, mình sẽ xóa đi một chút để các bạn dễ nhìn. P3 sẽ cần, P3 là thành phần gần cuối, thêm P4 vào thì P3 gần cuối, và chúng ta sẽ cho P3 chọn đến P4 đúng không? Vậy là đã xong, P3 chọn đến P4 thì tương đương với chỗ này chúng ta sẽ có dấu mũi tên đi lên. Đây thì như này là P3 chọn đến P4, và bây giờ PTL của chúng ta luôn là cái thằng đứng cuối, luôn là thằng đứng cuối đúng không các bạn? Bây giờ P4 lại là thằng đứng cuối, phải có phải đồng nhất hai thằng PTL và P4 phải bằng nhau đúng không các bạn? Đó. P4 này là cái cách gọi tên để cho các bạn dễ hình dung thôi nha, còn trong cái hàm chúng ta nó là P đấy. Vậy bây giờ cái cách thức xây dựng hàm, cái lệnh của chúng ta là gì? Cái lệnh của chúng ta sẽ là PTL L.PTL bằng P. P tức ở đây là P4 đó các bạn, P4 là cái chúng P chúng ta đi vô, L.PTL thì gắn bằng P. Để các bạn có thấy bây giờ còn một cái nữa mũi tên này, tức là P3. P3 của chúng ta ở đây là gì các bạn? Trước khi thêm P4 vào thì P3 của chúng ta đã là thành phần cuối cùng. Vậy cách thức để lấy P3 là sao? P3 là thành phần cuối cùng, thành phần cuối cùng đồng nghĩa nó là PTL. Vậy truy xuất muốn lấy P3 thì chúng ta sẽ lấy PTL. Vậy ở đây PTL, P3 ở đây chính là PTL. Mình sẽ ghi L.PTL. Mũi tên, các bạn thấy mũi tên thì tương đương với là cái này. Sẽ được gắn bằng ở đây. Đây P4 đây các bạn thấy trong hình sẽ được gắn bằng P4. P4 của chúng ta là P. Đây, cũng một câu hỏi như nãy thì chúng ta sẽ cần làm lệnh nào trước? Nếu như cái lệnh bên trên này chúng ta làm trước thì cái dấu bằng nó sẽ không chọn được L.PTL được gắn bằng P4 luôn. L.PTL được gắn bằng P4. Vậy L.PTL PNet lại được gắn bằng P nữa. Còn gì nữa? L.PTL được gắn bằng P. Rồi L.PTL PNet lại được gắn bằng P nữa. Thì có phải là nó con trỏ PNet của nó lại chọn đến chính nó không các bạn? Nếu như cái lệnh nó xảy ra thì chỗ này không phải là null nữa, mà ở đây sẽ tương tự, ở đây sẽ là P4 luôn, đúng không ạ? Cho nên các bạn phải xác định cái thứ tự hai lệnh này chạy trước để tránh cái trường hợp bị lỗi. Và trong cái bài tập này, trong cái hàm này thì cái lệnh thứ hai này là cái lệnh được chạy trước. Vậy ở đây là mình đã thêm cho trường hợp là có phần tử rồi nha các bạn, có một sẵn một số phần tử đã nằm trong cái list này rồi thì chúng ta mới dùng lệnh này. Còn nếu chưa có phần tử nào thì các bạn có thể thấy là thêm đầu cũng như thêm cuối mà thôi.
nhưng phía dưới có phần từ nào thì nó thêm thêm một phần từ vào, ph cũng bằng nó mà ptl cũng bằng nó, vậy thì đầu cuối cũng như nhau đúng không ạ? Cho nên nếu x danh sách được rỗng, tức là l chấm ph bằng null thì l chấm ph bằng l chấm ptl bằng null, à bằng t, tức là các bạn có thể tách nó thành hai lệnh cũng được. L chúng ta sẽ đưa vào hai lệnh này và lệnh dưới là thực hiện trước đúng không ạ? L chấm ptel thành phần pnet của nó sẽ được gắn bằng p và L chấm ptel sẽ được cập nhật lại bằng là phần tử cuối cùng, bây giờ là p thêm vào cuối thì p là phần cuối cùng. Vậy vậy là chúng ta đã xong được hai cái hàm thêm vào đầu và thêm vào cuối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thêm nhiều phần tử vào trong một cái danh sách, thêm nhiều phần tử vào trong một cái danh sách thì thêm nhiều thì chúng ta sẽ dùng vòng lặp đúng không các bạn? Thì bây giờ mình sẽ viết mẫu trước cái hàm này và mình sẽ nói cho các bạn biết hiểu sau. Thì mình sẽ đi viết mẫu cái hàm này các bạn. Mình sẽ gọi tên là hàm input và chúng ta sẽ cần thêm vào trong một cái danh sách. Tất nhiên mẫu hàm này mình sẽ giải thích cho bạn sau. Đây mình đã viết xong cái hàm input, hàm này cho phép chúng ta thêm nhiều phần tử vào cùng một danh sách. Hiện các bạn nhìn sơ qua các cái lệnh thì ở đây mình có cái lệnh được mình khai báo một cái con trỏ kiểu nốt trước nha các bạn. Thì ở đây mình chưa có phát gì cho nó hết nha các bạn, mình chỉ cần cái địa chỉ thôi. Rồi in x và khai báo dữ liệu x. Y1 tức là luôn đúng, điều này sẽ chạy cho đến khi nào đây các bạn nhìn vào bên trong không để thoát. Vậy nếu x bằng không mình sẽ thoát, vòng lặp này luôn đúng, nó chỉ thoát bởi cái lệnh break bên trong này thôi các bạn, tức là khi các bạn nhập không thì nó sẽ thoát thôi. P bằng create node, các bạn nhìn lên trên đây, hàm create node trả về cho chúng ta một con trỏ kiểu node đúng không các bạn? Đấy, ý nghĩa của cái lệnh create, cái hàm create node là tại sao mình lại đặt cái yêu cầu trả về một cái con trỏ kiểu node thì ở đây các bạn thấy đó, mình sẽ gán p bằng create node. Thì theo như cái hàm create node thì lúc đấy chúng ta đã có rồi, mình xin phép các bạn chỉ có xem lại đây, mình sẽ làm lại chỗ này một chút. Đây sau cái hàm create node mình sẽ có hai thành phần là x, data là x và còn ở bên hết thì gắn hình luôn. Sau cái hàm create node chúng ta đã tạo ra được cái này rồi, cái khối này rồi, chúng ta cho nó nằm lơ lửng trong cái thanh ghi và nó được quản lý bởi cái hàm create node đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý cái hàm create node, các bạn coi cái hàm đó như một cái biến thôi và cái node này được quản lý bởi cái hàm đó. Thì bây giờ mình muốn lấy cái node này ra thì mình chỉ cần gán p, thì gắn p ở đây bằng nó đúng các bạn, p bằng cái nốt này thì tức là p hưởng cái địa chỉ ở trong cái hàm này ra thì p cũng trỏ đến cái vùng nhớ này và ý nghĩa của nó là vậy, ý nghĩa của cái hàm gán này là vậy, p sẽ gán đến cái vùng cái nốt mà lơ lửng được tạo ra bởi cái hàm create node này
Rồi mình sẽ thêm vào cái hàm ss. Ở đây mình sẽ chưa thể vội thêm vào cái hàm STL nha các bạn. Thì mình sẽ nói cho các bạn sau về cái hàm STL và ý nghĩa là nên sử dụng cái nào hơn. Rồi, đây là cái hàm input. Chúng ta sẽ thêm nhiều. Cái hàm này thì chắc các bạn sẽ không có nhiều cái khó khăn lắm. Tại vì ss thì nó sẽ thêm tiếp thêm lần lượt. Ví dụ P4 thêm vào P3 đứng trước, rồi thêm P2 trước P3, thêm P1 đứng trước P2, và thêm P đứng trước P1. Thì P sẽ chọn P1, P1 chọn P2, P2 chọn P3 và P3 chọn P4. Rồi, cái hàm input này hy vọng là các bạn sẽ không có gì thắc mắc nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào cái thao tác duyệt danh sách. Đây là một thao tác khá là quan trọng, duyệt danh sách. Sẽ có rất là nhiều vấn đề đối với cái thao tác duyệt danh sách này. Và cái thao tác đơn giản nhất đối với duyệt danh sách đó là xuất danh sách ra. Còn những cái thao tác xử lý như thêm vào một phần tử hay ở vị trí bất kỳ, thêm vào đằng sau quy, thêm vào một cái danh sách đã được sắp xếp, sao cho cái danh sách đó sau khi thêm vào vẫn được sắp xếp, thì cái đó gọi đó là những cái thao tác đòi hỏi các bạn phải tư duy nhiều hơn một chút. Còn bây giờ mình sẽ nói qua về cái thao tác duyệt căn bản nhất là thao tác xuất danh sách. Thì mình sẽ gọi tên của nó là output và mình sẽ cần link. Vì các bạn xuất thì sẽ không liên quan gì đến chỉnh sửa danh sách, nên mình sẽ không cần phải tham chiếu. Rồi, output thì mình sẽ cần, ví dụ bây giờ mình đã có một cái list như thế này rồi, các bạn thấy có P1, P2, P1, P2, P3, P4 là có 5 phần đúng không? Thì mình sẽ có một cái not sao P chẳng phải. Mình sẽ gán luôn ở đây nha các bạn, sao P bằng L chấm PH chẳng phải. Mình sẽ gán con trỏ P được gán bằng phần tử đầu danh sách. Mình sẽ dùng con trỏ P là nằm đây, đúng không các bạn? P bằng PH và PH thì lại được gắn bằng phần từ đầu danh sách rồi, cho nên P cũng chính là phần từ đầu danh sách. Các bạn hiểu như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái thao tác duyệt. Đây mình sẽ dùng ghi lệnh trước cho các bạn sẽ thể thấy. P bằng các bạn có thể hiểu khi có thể nghĩ ra suy nghĩ tính nãy giờ, các bạn có thể nhớ ra xem cái nốt nào có thành phần PNF bằng null không ạ? Đó chính là cái nốt cuối cùng, nốt cuối cùng có thành phần PNF thì gắn bằng null. Vậy ở đây while P khác null, ý của mình ở đây tức là P là thằng cuối danh sách, P đã là cuối danh sách rồi các bạn. Và P là cuối danh sách thì dừng, và ở đây mình đang gắn P bằng đầu danh sách. Rồi, có P khác luôn thì mình sẽ cho CL. Mình sẽ dùng cái này là line để chúng dòng nó đi nha các bạn. Và mình xuất cái thành phần bên trong P ra. Các bạn lưu ý, tuy các bạn chưa cấp phát cho P, tuy nhiên bây giờ các bạn gắn P bằng PH thì tức là P đang là cái vùng nhớ này này, và bên trong nó đã có hai thành phần rồi là x và p1 được khởi tạo bởi cái hàm input. Vậy bây giờ mình muốn xuất cái giá trị x ra thì mình cần ghi count and line p đổi tên x cho bạn. Vậy là xong luôn các bạn. Và bây giờ mình cần phải một cái lệnh gì nữa để chuyển cái con trỏ p này, cái p này của chúng ta chuyển đi chỗ khác. Bây giờ mình cần con trỏ P của mình sang nằm B1, đúng không ạ? Sang nằm B1. Vậy P1, các bạn có thấy trong cái nốt P của chúng ta, đây, nốt P của chúng ta có thành phần là P1 đúng không các bạn? Thành phần P1 ở trong cái nốt P chính là thành phần PNF. Vậy chúng ta muốn gán P bằng P1 thì lệnh của chúng ta sẽ là P bằng PNF. Vậy sau cái hàng này, P bằng PNF thì P của chúng ta sẽ ngay lập tức gắn sang bên đây.
quay lên vòng quay, nó sẽ kiểm tra cho chúng ta P bằng null chưa các bạn. P của chúng ta là một khối đây các bạn, P của chúng ta là P1, P1 của chúng ta là một khối có thành phần P1, P2 rõ ràng, X với P2 rõ ràng, cho nên vòng quay sẽ tiếp tục chạy. Và sau khi P được gán bằng PBNet, P của chúng ta đây là P, bây giờ đang là cái khối này các bạn, và PBNet của chúng ta là P2 đúng không các bạn. Vậy sau khi chạy tiếp vòng quay một lần nữa thì P gán bằng PBNet, tức là P sẽ được gán bằng P2, được P sẽ được chạy sang đây và tiếp tục P sang P3 và đến P bằng P4. P bằng P4 thì P gán bằng PBNet và thành phần PBNet của P lúc bây giờ đang là null, cho nên vòng quay sẽ kết thúc đúng không ạ. Đấy, cái hàm output của chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, bây giờ mình sẽ đi xây dựng cái hàm main để chúng ta chạy các lệnh trên rồi. Thì chúng ta sẽ cần một cái, à chúng ta đã có cái list bên trên rồi thì thôi mình sẽ không cần, mình sẽ xóa cái list trên đầu này các bạn. Đây, đây là cái list, chúng ta đã có một cái list, là một cái list này nó đang chọn đến một cái vùng nhớ mà chúng ta không xác định. Bây giờ chúng ta sẽ làm dùng cái hàm create list để chúng ta khởi tạo cái list trên cái danh sách này thôi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hàm create list và chúng ta sẽ cần chuẩn bộ l rồi. Chúng ta sẽ thêm nốt, thì ở đây mình sẽ dùng cách là thêm nhiều, mình sẽ dùng hàm input, thêm nhiều chúng ta là input l, không có gì hết, đơn giản quá. Và chúng ta dùng hàm output để duyệt qua cái danh sách, tức là xuất cái danh sách đó ra thôi. Vậy là xong, mình sẽ cho chạy thử nha các bạn. Rất là may mắn là mình gõ không có lỗi gì hết. Ở đây mình sẽ nhập thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0. Các bạn thấy danh sách xuất ra thì chúng ta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì về số phần tử và thứ tự nhập vô của các bạn, thì số phần tử và cái thứ tự sắp xếp của nó, các bạn thấy số phần tử thì đúng rồi, nhưng cái thứ tự sắp xếp khi các bạn nhập vô thì thế nào? Các bạn nhập 1 trước mà sao 1 bây giờ lại là thằng cuối cùng, thằng xuất ra cuối cùng. Thì ở đây mình sẽ nói thêm cho các bạn ở chỗ này, khi các bạn thêm số 1 vào, ví dụ khi số 1 là đầu danh sách thì các bạn thêm số 1 vào thì nó gì rồi, nhưng khi các bạn thêm số 2 vào thì có phải số 1 sẽ bị đùn ra đằng sau không các bạn? Tại vì mình dùng cái hàm sh mà đúng không, thì sh sẽ thêm cái số 2 vào đầu danh sách, số 2 thì đứng trước số 1, và tương tự số 3 đứng trước số 2 số 1, số 4 đứng trước số 3 số 2 số 1, cho đến số 9 là đứng trước số 8 7 6 5 4 3 2 1, rồi cái danh sách của chúng ta sẽ ngược ra. Các bạn nếu cảm thấy khó chịu với cái phần này thì chúng ta sẽ dùng cái hàm STL. Đây mình sẽ chạy thử cho các bạn cảm, các bạn thấy cái sự thay đổi của nó và cái mình sẽ thấy nó hay hơn về cái STL này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, các bạn thấy cái thứ tự xuất ra của chúng ta sẽ đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Thì để giải thích cho hiện tượng này thì các bạn thấy số 1 khi thêm vào đầu danh sách thì không nói gì rồi, à, thêm STL thì nó cũng như là thêm vào đầu danh sách rồi. Và số 2 khi thêm vào bằng STL thì nó sẽ đương đương là đứng sau số 1, và số 3 đứng sau số 2. Và các bạn thấy cái dãy này sẽ là dãy có thứ tự. Đấy. Đây là những thao tác cơ bản đối với một cái danh sách. Các bạn lưu ý là những thao tác cơ bản đối với một danh sách. Thì ở đây không biết các bạn còn có vấn đề gì thắc mắc nữa không, thì các cái hàm này là những hàm rất là căn bản rồi, thì mong các bạn sẽ tập nghiên cứu kỹ hơn về nó. Được. Thì tạm thời video này mình sẽ chỉ dừng lại cho các bạn ở những cái thao tác đơn giản này thôi. Thì từ giờ cho đến tối thì mình sẽ cố gắng làm thêm video để hướng dẫn cho các bạn về các thao tác nâng cao hơn đối với một cái danh sách. Nói về nâng cao thì cũng không hẳn là nâng cao đâu các bạn, tại vì đây nếu như mà đi thi thì cũng chả ai ra cái đề về những cái hiệp suất này đâu các bạn ạ, mà người ta yêu cầu các bạn là những thao tác xử lý. Thì trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái thao tác xử lý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.